Nhẹo lên được không chú? Khó khăn quá ha. Là hai cho ghe. Rồi chú vào nhà đợi nắng. Chú đi vào nhà đợi nắng. Chú mặc cái quần bị rách ra nhà. Chú bị rách ra, chú trèo lên cái chú mắc cửa. Với chị là không quen rồi, không mắc cửa gì nữa, chị cười ở vườn rồi tắm. À, chị tắm cho ba của chị là chị quen rồi hả? Quen rồi, với người lạ là ông cười. Rồi chia lại chỗ đó cho chú nha. À, chia lại. Nắng quá trời nắng cả nhà mình. Con chào chú nha. Chú khỏe không? Chú khỏe không chú? À, cả nhà, hôm nay Đức Chân Lang Thang quay trở lại đây để đến thăm cái hoàn cảnh của chú. Chú là người đồng bào Đắk Lây, thì chú sống tại một cái cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận cả nhà. Cách đây hơn 10 bữa Đức Chân Lang Thang biết đến cái hoàn cảnh của chú, thì được con gái của chú chia sẻ cái hoàn cảnh của chú là sống một mình ở trên cái một cái đồi núi. Thì đây là nhà chú nữa cả nhà. Cái câu chuyện như thế này, cách đây vài năm thì chú rất là còn khỏe mạnh, thì cả nhà nhìn hình ảnh của chú rất là to con luôn. Nhưng mà vì cuộc sống khó khăn quá thì bà con nơi đây họ sống nhờ vào rừng núi thôi.
nên chú ấy phải đi lên trên rừng săn bắt những cái con thú rừng để về kiếm cuộc sống. Thì không may mắn là chú bị trượt té cả nhà. Thì chú lớn tuổi, chú có một cái căn bệnh là cao huyết áp á cả nhà, nên là chú té ở trên núi á, là một ngày một đêm. Thì gia đình không có thấy chú về nhà nên gia đình lo lắng thì kéo nhau đi tìm. Đi tìm thì thấy chú bị té nằm ở trên rừng cả nhà, ngủ trên rừng một đêm luôn. Thì từ cái lúc đó thì chú lại bị mắc cái căn bệnh là giật kinh phong. Thì chú bây giờ là không có nói chuyện được luôn cả nhà, chú cứ do không hả cả nhà. Nhưng mà cái tiếng do của người đồng bào Đắk Lây là cảm ơn cả nhà mình. Thì hôm nay là được chú Liên Thang qua trở lại đây để thay mặt cho chị Liên ở quận 3, chị Liên yêu thương cái hoàn cảnh của chú, gửi tặng cho chú là 1,5 triệu. Có dặn dò được chú Liên Thang là mua tặng cho chú một cái cây gậy 3 chân để cho chú chống chú đi. Tại vì chú đi cái đôi chân của chú là không có được như người bình thường cả nhà, chú đi cà nhắc thấy thương lắm. Hôm nay là con đến đây là con mang vác những cái món quà tình thương và tặng cho chú một cái cây ba gậy 3 chân để cho chú chống thay cho cái cây nạng của chú, tại vì cái cây nạng của chú là nó bị gãy rồi cả nhà mình. Chú không có tiền mua cây nạng, cái cây nạng của chú là chú phải tự làm luôn cả nhà, tự chế. Chú ơi, chú thích cái cây này không? Nói chuyện không được cả nhà. Cả nhà thấy thương không cả nhà? Chú cứ do mà. Đây là con gái của chị, của chú nè. Chị vô đây chị. Rồi chị ngồi đây đi. Rồi chị chào chị với em chút xíu nha. Thì cả nhà, cái bên chú là con gái của chú. Chị giới thiệu tên của chị đi chị. Chị tên Liên. Chị năm nay chị bao nhiêu tuổi? Chị sinh 93, chắc 31 tuổi rồi. Dạ, chị lập gia đình chưa? Chị có gia đình rồi. Có mấy đứa con rồi? Có 2 đứa con. Và bà con mình là sống ở trên đây là bao nhiêu năm rồi chị? 20 mấy năm, 30-40 năm nay rồi. 30-40 năm rồi. Chị có thể là qua bên đây ngồi giùm em đi. Chị qua bên đây ngồi. Rồi chị ngồi với ba của chị nha. Cuộc sống của bà con mình ở trên đây là mình làm cái công việc gì để mình kiếm cái đồng tiền mình mua gạo chị ha? Mình làm rẫy chứ em. Làm rẫy rồi trồng bắp, trồng đậu vậy đó. Trồng điều nè. Rồi mình trồng những cái cây bắp, cây đậu như vậy thì mình có thu hoạch nhiều không? Thu nhập không đâu. Có mưa thì mình có thu hoạch, còn không mưa thì mình chịu lỗ. Không có cái gì hết á. Trời nắng mà. Cái đó là do trời cho chứ. Mình cứ như là có mưa thì mình thu hoạch được ít ít vậy đó. Làm tớ mình làm không đâu có kiếm người làm dùng cho mình đâu, mà tớ mình làm có nhiều thì ăn, nhiều có ít thì ăn ít vậy. Vậy là mình trồng những cái cây điều là cây điều là sống, nếu mà nắng thì cây điều có cái tuổi thọ nó lâu năm lâu đời. Thì nắng thì chịu được, còn nắng trồng thì những cái cây khác là trồng không được, tại vì không được, có nguồn nước. Cây điều thì nó chịu hạn được cả nhà, nên là bà con ở đây là chỉ trồng được cây điều thôi. Nhưng mà cây điều mỗi năm như vậy là mình thu hoạch được bao nhiêu mùa chị? Mỗi năm, một năm thu hoạch một lần. Một lần nhiều không? Nhiều tiền không? Không, ít hơn 600-700 vậy đó. 600.000 một năm? Như rẫy của chị là chị trồng tổng cộng hết là bao nhiêu cây điều? Hôm bữa là chị trồng là hơn 50-60 cây á. Chết hết à? Chết hết hả? Chị nắng quá thì chết. Thì bà con trên đây đa phần là họ sống trên đồi núi cả nhà, nhờ rừng núi kiếm sống thôi. Và chị có làm công việc khác không? Như là chặt củi, nhặt phân bò? Có chứ, chặt củi, hôm bữa đi chặt củi bắn. Một bó củi như vậy là mình bán bao nhiêu tiền? Có bó to thì 25.000, còn bó nhỏ thì 20. Bó cỡ đây nè, còn cỡ đây là 25.000. Là mình chặt bán củi. Bán ở dưới đó, dưới người ta làm rượu á. Bán cho những người người ta nấu rượu. Một ngày mình chặt được bao nhiêu bó? Có khi là chặt 2-3 bó vậy. Là mình chở xuống tới làng mình bán luôn.
hai ba bó thì kiếm được mấy chục ngàn. Một bó ví dụ như một bó 20 thì 3-4 bó thì 6-70 vậy. Dạ. Yeah. Rồi nói sơ qua về cái vấn đề câu chuyện hoàn cảnh của chú cho cô chú anh chị khán giả mà chưa biết đến cái hoàn cảnh của chú á, nắm bắt hiểu rõ hơn. Là ba của chị là cách đây mấy năm là còn khỏe mạnh. Còn khỏe mạnh, hồi đó là ông còn khỏe mạnh, ông làm nhà đây nè. Dạ. Từ khi ông đi rừng là ông đi săn, đi rừng là ông bị té rồi xong bị như vậy luôn. Dạ. Là chú té là không ai biết luôn. Không ai biết luôn. Ở trên rừng một đêm. Ở trên rừng một đêm tới 2 giờ sáng người ta mới phát hiện. Kêu, ý là anh ở đây anh kêu là không thấy ba ở nhà rồi bắt đầu đi tìm là không. Rồi phát hiện ông ở trên núi đó là ông nằm nghiêng đây luôn nè. Nằm nghiêng vậy luôn, nằm ở ông té ở đá cao nữa, cá đá là cỡ ở đây này, giống nhà đây luôn, đá trên đó bờ lắm. Vậy là chú trèo lên cục đá rồi bị té từ cục đá té xuống. Là hình như là vậy, chị cũng không biết mà ông ngồi trên đất rồi. Hồi đó chị phát hiện ra là ông ngồi trên đất rồi, chị không có. Trước kia ba của chị có nói được không? Có chứ, nói được, đi làm được đây nè, ông chồng về điều nè. Dạ, từ khi bị té từ cục đá té xuống là không còn không, nói được nữa. Không còn được, đi làm cũng không được nữa. Rồi thời gian gần đây rồi ba của chị có hay bị giật kinh phong không? Có chứ, mỗi lần là chị cho ông uống thuốc mà, bữa chị cũng nói với em rồi, đi xin thuốc ở dưới đó. Vì uống đỡ, nếu không là ông nói là bác sĩ nói là sẽ bị giật rồi bị đột quỵ gì đó. Vậy là cuộc sống của chú là bây giờ chị phải gồng gánh nuôi chú. Mẹ của chị là mất rồi. Mẹ chị mất rồi, mất lâu rồi. Nhà chị có bao nhiêu anh chị em? Nhà chị có 4 đứa, 4 anh em. Rồi 4 anh em của chị có ở gần đây không? Có chứ, nhà đây là nhà gì, còn chị ở trên làng, còn chị hai là ở trên đó là chị hai của chị. Ở trên núi cao đó hả? Không, ở gần đây mà, nhà ở nhà đó, nhà cái nhà xanh xanh đó hả? Nhà xanh xanh là chị hai á. Dạ. Thì hôm nay là em quay trở lại đây để thay mặt cho Mạnh Thường Quân có tên là chị Liên ở quận 3. Chị Liên thương cái hoàn cảnh của chú, thấy chú đi và nhìn thấy cái cây nạng của chú bị gãy đó. Chị thương là chị dặn dò em là mua tặng cho chú một cái cây nạng bằng inox. Cái này đi sẽ nó bền hơn, chắc chắn hơn. Nhưng mà nó có 3 cái chân nè, thì nó sẽ chú trụ nó ổn định hơn. Là cái cây nạng của chú có 1 chân. Đây là cái cây nạng của chị Liên tặng cho chú nha. Dạ. Rồi một chút xíu nữa chú chống thử, chú đi thử cho con xem nha. Dạ. Thì bây giờ chú có thể là dẫn em vào nhà chú đi. Mình lên trên đó mình ngồi trò chuyện. Rồi chú đi thử đi chú. Chú chống chú đi thử được không? Dạ ta nè. Dạ ta nè. Ta cũng đọc. Dạ tình. Đây. Như cả đàn chú chống tay trái hả? Tay này của chú đây là đây không có cử động được cả nhà. Rồi chú đi lên nhà đi chú. Chú đi lên nhà chú đi. Tên này nè mà lá. Tên này dị nè. Tên này nè. Tên này dị ớt nè. Rồi chú đi ra ngõ này nè chú. Ở cả nhà mình thấy chú đi và đối đó nhìn hình ảnh của chú rất là thương luôn, đi từ từ nhắc nhắc vậy thôi chứ không có đi mạnh như những người bình thường. Ta ha lệ đẹp để cho lại cái nào. Thấy thương chưa cả nhà?
Phải như mà chú bị liệt tay trái á, cái tay phải chú còn lực á, thì chú chống cái cây nạng này cái độ mà trụ thì nó sẽ ổn định hơn cả nhà. Tại vì chú bị cái tay phải á, tay phải của chú là không có cựa được, không có cựa, không có quơ quơ được. Chèo lên được không chú? Ừ. Khó khăn quá ha. Là hơi vô gà. Và chú vào nhà đỡ nắng. Chú đi vào nhà đỡ nắng. Chú mặc cái quần bị rách ra nha. Chú bị rách ra, chú chèo lên cái chú mắc cỡ. Chứ chị lại không quen rồi, không mắc cỡ gì nữa, chị cười ở vườn rồi tắm. À, chị tắm cho ba của chị là chị quen rồi hả? Quen rồi, chứ người lạ là ông cười. Rồi chia lại chỗ đó cho chú nha. Rồi chia lại. Rồi chú ngồi bên trong đi, ngồi bên trong luôn cho con dơ lên nữa. Trời, mấy quần gì mà rất tiên ben, sao chị mua cho chú một cái quần mới? Tiền để dành ăn chứ không vừa mua mà. Ngồi bên trong luôn cho em vô ngồi với. Xin nè, xin nè. Wow. Rồi cái nhà mình vào nhà chú nè. Ôi trời. Cũng lâu rồi em mới quay trở lại chị ha. Chắc gạo hôm bữa em tặng cho chú là chú ăn dùng hết rồi hả? Còn chưa gì chị ăn, con nước đây à. Còn nhiêu đây à hả? Nãy em tặng thêm cho chị là 20kg gạo nha. Để mình nấu cơm cho chú ăn. Thì ở đây em cũng mang theo cái món quà tình thương nè. Một thùng mì tôm nè. Một chai nước mắm nè, một chai dầu ăn nè, một chai xì dầu nè, một bịch hạt nêm nè, một chai nước rửa chén nha, để riêng ra nha, một ký đường, một ký cá cơm khô, hôm nay là em mua thịt heo nha, nhờ tặng cho chú nha. À, chị nấu cháo cho chú ăn ha, hay là nấu canh gì đó. Nấu canh, canh với đồ đồ. Hay là một ký thịt heo ha, là em tặng cho chú. Còn một ký này thì em tặng cho chị. Ha. Cảm ơn. Rồi tí nữa chị bỏ vào về lại giùm em nha. Trời ơi, thấy chú mà cái quần mà thấy thương quá vậy. Không có tiền mua quần hả chị? Không có. Hôm bữa tiền em đưa mua cá một thịt ăn cho ông già. Cái quần đó mặc bao nhiêu tháng rồi? Cái quần đây hả? 2-3 tháng rồi chứ. Không, một năm rồi chứ. Một năm rồi. Một năm rồi. Đất tiền biển đó mà đỡ chú mặc vậy. Điều năm ngoái á, rồi mua tranh thô mua 3 cái quần. Cái này là cái 20.000. Dạ. Đi chạy xuống mua. Ông không phải rét đâu, tự nhiên ông ngồi đây này, cái đinh này nó vậy á. Móc hả? Nó móc ra nó rét á. Chị ở trên đây thì cái nguồn nước rồi, ví dụ như mà mình tắm thì mình lấy nước nào mình tắm? Nước suối hả? Nước suối chứ. Mình uống nước suối luôn? Uống nước suối luôn. Mang nước suối không? Rồi mình nấu cơm là cũng nước suối luôn? Mang nước suối luôn. Rồi mình có nấu không? Nấu chín uống không hay là đợi vậy uống luôn? Không à, uống xong uống. Đợi vậy uống luôn hả? Uống vậy luôn. Sao mình chịu khó mình nấu mình uống? Chị không biết. Mình uống nước suối nhiều quá là nhiều khi là mũi đẻ con lăng quăng ra, mình uống chúng là bị bệnh sốt rét đó. Phải nấu uống mới được. Mấy đứa nhỏ cũng vậy, như con của chị đó, chị chịu khó chị nấu cho con của chị uống. Đôi chân lang thang hôm nay cũng tinh ý cả nhà. Rồi thấy chú không có quần áo, bữa đôi chân lang thang lên thăm cũng thấy chú mặc cái quần đó. Thì em có mua mấy cái quần em tặng cho chú nè. Nay mua rất là nhiều quần luôn, mà biết chú mặc vừa chắc vừa á. Quần đây là có giá là 70.000 một cái nha cả nhà. 70.000 một cái quần. Cái quần lửng như vậy là mặc thoải mái.
Rồi, à, chú đứng dậy, đứng dậy đo thử vừa không? Đứng không được đấy. Không được hả? Thế đỡ lên đây. Tại vì cái ngôi nhà của chú thấp quá cả nhà. Là chú đứng dậy không được. À, mua cứ mỗi quần là mỗi màu khác nhau. Đây nè. Đó, chú thích không? Chú giờ là cảm ơn cả nhà. Thích chứ. Một cái là hai cái đúng không? Này màu là màu khác nữa nè. Là ba cái nè. Màu này màu khác nè, bốn cái nè. Dạy là dạy tốt luôn á cả nhà. Chứ không phải dạy dở đâu, dạy tốt lắm. Người ta mới bán 70.000 một cái. Tổng cộng là mấy cái? 1 2 3 4 5 6 6 cái. Màu đẹp nè ha. Rồi để cho chú có thay ra thay vô nha. Vui không chú? Chú vui không? Chui trơ rồi cho đi vô luôn. Rồi cái xui vô cả nhà. Do ngoài chị là người trong nhà cũng không hiểu gì luôn à. Ông hôm bữa là hết nước, ông biểu múc nước là chị không biết được. Cứ làm tay vậy á. Xong rồi ông chị dùng cái thùng đây rồi mới biết là à hết nước uống rồi. Khó khăn hơn nó không được, cũng khó khăn như ví dụ như đau bụng. Đau bụng thì kêu cháu hoặc là kêu chị ở nhà thì kêu vậy á. Khổ ha. Rồi lỡ rồi đi vệ sinh làm sao? Đi vệ sinh thì ông ngồi đi ở đây nè. Ngồi được không? Ngồi thì thấy có cây cảm được gần cái ối đây nè. Chị lấy cái cây nạng cũ của ba của chị cho em mượn cái cây nạng á. Hôm nay được chị Liên quận ba yêu thương tặng cho một cái cây nạng mới cả nhà. Cây nạng ba chân. Còn nghĩ nóc thì sẽ chắc chắn hơn. Đây nè cả nhà. Cây nạng của chú nè, không có tiền mua là chú phải chấp vá nè, chú lấy dây chú cột này cả nhà mình. Mà bị gãy rồi nè. May mắn là được chị Liên quận ba yêu thương. cái nạn này là từ lúc bị là đi được mấy năm rồi chị? Đi được 2 năm 3 năm nay được. Đây là không phải là của ổng mà ông chú cho á. Hôm bữa là ông chú bị tai nạn mà ông đỡ rồi cho ổng lại. Cho rồi xong cái mình đóng lại. Lấy đinh mình đóng lại. Lấy đinh đóng lại. Hư hết rồi. Vậy là ba của chị mà khi mà bệnh xuống là một tay chị là lo lắng hết luôn hả? Một mình chị chứ. Những lúc chị gặp khó khăn nhiều nhất là lúc nào? Khi mà cái đi làm về là không có múc nước cho ông tắm nữa nè, nấu cơm rồi sáng sớm rồi cũng phải dậy sớm rồi nấu cơm cho ông ăn nè, phải đi làm. Một chứ ngày không? Một ngày vậy là chú ăn được mấy bữa, ăn nhiều không? Ăn ít à? Một ngày phải ăn đúng 3 bữa chứ. Chị đi làm á, chị đi làm xa cũng phải về nhà nấu cơm cho ông ăn, ông không biết nấu, ông không tự nấu ăn á. Chị phải về nấu. Về đi làm phát cỏ cho người ta chị cũng phải về để nấu cơm cho ông ăn chứ không ở nhà không có tự nấu ăn. Có khi nào mà chú đói là chú đói chịu không nổi rồi chú đi không đứng không được đó là nhà chị ở trên kia rồi chú la làng như la làm sao chị? Kêu chứ, kêu vậy á. kêu là mang cơm cho ông ăn vậy. Do thôi hả? Do vậy. Là mình hiểu đúng không? Mình sống lâu cái mình hiểu. Hiểu. Hồi đó là không có hiểu gì luôn à. Giờ quen rồi chị hiểu rồi. Chị nói là cuộc sống của mình ở trên đây rất là khó khăn. Thì tháng này thì nắng hạn. Cái nguồn nước thì cũng khó khăn nữa. Nhưng công việc mình không có kiếm ra đồng tiền như vậy á. Rồi những lúc mà bữa ăn đó mình ăn cái gì? Mình ăn cơm với gì? Có lúc thì không có gạo thì ăn khoai. Ăn khoai rừng hả? Không, ăn khoai mình trồng, khoai mì á. À. Mùa này ngon lắm, mình nấu 2-3 lần rồi, mình nấu chín luôn á. Mình nấu ăn. Cả nhà mình nghe chị gái người đồng bào đất này chia sẻ là khi mà hết gạo là phải đào khoai mì ăn, là mình trồng khoai mì để mình dự trữ nếu mà hết gạo. Nhà chị trồng khoai mì nhiều lắm, ở trên núi kìa. Dạ. Trồng để dành mình không có gạo ăn là mình đào cái khoai mì á. Dạo dưa ôi nha. Đem cơm xuống cho chú ra hả? Ừ, cơm.
có cá khô hôm bữa em. Thường thường là cho chú ăn những cái món ăn gì chị? Hôm bữa là có cá cơm này, làm cá cơm ăn, không có cá cơm thì nấu canh. Ăn cá cơm là em tặng bữa đó hả? Ừ. Giờ vẫn còn luôn? Còn, đi dành mà, dành cho ông. À. Ừ. Đâu chị bưng cái mâm cơm cho em mượn á. Ngày bữa ăn của chú là hàng ngày là như thế nào? Rồi ăn cơm trắng vậy đó hả? Ừ, ăn cơm. Cả nhà ăn cơm trắng nè. Rồi cái chén cá cơm đâu? Cá cơm đây nè. Cá cơm. Bây giờ là chị phải làm lại á. Cá cơm khô cả nhà. Cá cơm. Khổ chưa? Cái này là mình phải bỏ nước mình nấu con lớn lớn vậy á. Rồi không có đi chợ mua thịt đồ về ăn hả chị? Không đâu. Tiền đâu mà mua, tiền hôm bữa em cho để dành cho ông chứ, sợ bệnh tật rồi tiền đâu. Có tiền hôm bữa em cho là chỉ dành, sợ ông ốm đau là không có tiền. Thường ngày là mình ăn là lá đu đủ với trái đu đủ, làm canh ăn. Làm canh. Rồi hôm nay em cũng mua tặng cho gia đình là 2 ký thịt heo đó, là chị kho đi ha. Chị kho để dành ăn 2-3 bữa, hoặc là mình nấu canh á, canh đu đủ cũng được. Canh đu đủ, canh mít cũng được. Dạ. Thì em nói với chị như thế này, thì có duyên với hoàn cảnh của chú, thì chú cũng có duyên với một mạnh thường quân có tên là chị Liên ở quận 3. Chị Liên tặng cho chú là 1,5 triệu. Thì chị chuyển khoản cho em là cách đây 3-4 bữa rồi, nhưng mà em rất bận rất là nhiều thời gian. Giờ hôm nay em muốn dành một chút xíu thời gian lên trên đây để giải ngân số tiền của chị Liên ở quận 3. Thì em đã mua những cái phần quà, thì chị có dặn là mua những cái phần quà với lại cái cây nạn cho chú, tặng cho chú cái cây nạn. Thì em mua cái cây nạn có giá trị là 170.000. 170.000 với lại 2 ký thịt heo, 200.000 nữa. 1 ký là 100.000. Đó thì em sẽ lấy điện thoại ra em tính nhẩm cho nó nhanh cho chị nha. Để xem thử là mua hết bao nhiêu tiền rồi. Cây nạn là 170.000 cộng 200.000 ký thịt heo. 2 ký thịt heo 200.000. Với lại phần quà đây là 720.000 gồm có 20 ký gạo và 1 ký cá khô với lại mì tôm, nước mắm, xì dầu và dầu ăn và bột nêm và nước rửa chén là 720.000. 720 cộng 6 cái quần. 6 cái quần là 70.000 một cái. Thì người ta bớt em là còn 400.000, cộng thêm 400.000 tiền quần. Là 1,490.000. Là tổng cái phần quà em mua hết luôn á. Là cái số tiền quà của chị Liên gửi tặng cho chú là còn dư lại có 10.000. Dạ. Thì hôm bữa trước thì em đã đến thăm rồi, em cũng giải ngân số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã tặng cho chú một ít tiền rồi. Cũng tặng quà nữa. Hôm nay quay trở lại thì gia đình của mình là nhận quà ha. Xem như là cái món quà tình thương. Lại mừng cho chú là được chị Liên yêu thương tặng cho cái cây gậy. Để chống đi cho nó an toàn. Đi trên cái đường núi như thế này thì đá nó rất là gập ghềnh. Mà nhìn cái hình ảnh chú đi thì rất là thương cả nhà. Thì mong rằng sau cái hoàn cảnh của chú là em chia sẻ lên trên cộng đồng mạng, thì sau cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì em cũng mong rằng là sẽ có duyên với hoàn cảnh của chú. Dạ, nếu mà có duyên với hoàn cảnh của chú mà chú có thiếu thốn, ví dụ như là thâu bạc rồi chén bát rồi mùng mền chiếu gối gì đó, thì em sẽ quay trở lại em mua tặng cho chú nữa ha. Thì quay cái chỗ ngủ cho cả nhà mình xem nè. Cái gối của chú là đen thui luôn, chắc xài cũng lâu năm rồi. Lâu năm rồi, mấy năm này rồi. Dạ. Thì cuộc sống đơn sơ cả nhà, bà con người đồng bào Đắk Lây thì đơn sơ. Hôm bữa là đi chân lê thang tính tặng cho chú là một cái đèn năng lượng mặt trời, nhưng mà nhà chú có rồi, chú được cháu của chú tặng rồi. Cái ngôi nhà này là tháng mưa có bị dột không chị? Có bị dột ở trên hang. Dạ. Bị tạc hả? Bị tạc rồi chỗ ở đây nữa nè. Vậy hả? Mà cái tuyến đường này nếu mà cho tôn chú sửa lại ngôi nhà thì phải nói rất là xa luôn. Xa quá sao dắt lên nổi, sao chở lên. Đi xe máy còn đi không được không chi chở tôn cả nhà. Còn lại 10.000 à. 10.000 thì em gửi cho chị luôn nha. Tại vì em cũng thay mặt Mạnh Thường Quân để lên trên đây giải ngân là em tặng cho chú thêm 10.000 nữa nè, còn 20.000. Hôm bữa tặng mấy triệu rồi,
Hôm nay tặng quà chứ tặng 20 ngàn. Nhìn chú thấy thương nghe nè. Nhìn về gà mang. Về gà mang vô xưa. Hôm nay có thịt ăn nè chú này, có vui không? Ở trên đây thì bà con đa phần là tháng này là khổ về cái nguồn nước đúng không chị? Không có nước uống. Hôm bữa đến thăm cái hoàn cảnh của một cô, của người đồng bào Rắc Lây mà cô ấy giơ tay vậy nè, cô ấy cầu nguyện ông trời cho mưa. Nhưng mà hay cả nhà, ngày mai là ông trời cũng cho mưa luôn. Là cái bữa đó là sự thật luôn á cả nhà. Sáng mai lại là ông trời cũng mưa luôn, mà mưa không lớn. Mưa rầm có một xíu à. Đốn nước uống. Yeah. À, chị thay mặt cho ba cô chị gửi lời cảm ơn đến chị Liên ở quận 3 đi, cho chị vui. Cảm ơn chị Liên. Cảm ơn chị đã ủng hộ cho gia đình chúng tôi. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị sức khỏe. Chúc chị có nhiều sức khỏe và thành công cho cuộc sống. Cảm ơn chị nhiều. Rồi. Chị là người mà rất lay nhưng mà chị rất là rành tiếng Kinh luôn. Mà nói tiếng mà nói nhỏ nhẹ, điềm đạm, nói rất là dễ thương luôn. Thì em cũng chúc cho chú và gia đình của chị có thật là nhiều sức khỏe nha. Đôi chị lang thang cũng xin thay mặt cho gia đình chú cảm ơn chị Liên ở quận 3 rất là nhiều. Xin chúc cho chị Liên và gia đình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. À, vui vẻ ha chị ha. Thì em sẽ xin phép rồi đi để cho chú nghỉ ngơi và chị sẽ đi nấu ăn ha. Giờ này cũng 1-12 giờ rồi, chắc là chuẩn bị ăn cơm rồi. Chị nấu thịt đi, chờ chị nấu thịt xong rồi bới cho chú ăn. Về bọc ra lò mày. Mày cho ra lò đấy. Chiều nay là thay quần mới luôn nha chú nha. Mặc quần mới luôn. Một nước tắm rồi. Dạ. Là cái quần này vứt đi. Rồi. Không, bữa nào chị ba lại rồi mặc lại cho tiếc lắm. Thôi dục đi, mục rồi, quần nó mục rồi. Tiếc cho em còn ở trên này còn. Lòi ra hết rồi. Lội ra người ta đi ngang qua lại ngang mắc cửa làm sao đó. Này xấu cái lận. Cái này đi dành chứ 3-4 năm nữa mặc cũng được. Rồi mà cái quần đùi 1 năm cả nhà tin không? Không, chị cứ thay cho chú đi. Cái này thay, khi mình lấy ra 3 cái mình thay qua thay lại, còn 3 cái thì mình cất. Cả nhà chắc có lẽ là Đưa Chân Lên Thang xin khép lại video ở đây. Và Đưa Chân Lên Thang cũng đã giải ngân số tiền của chị Liên rồi. Một lần nữa cảm ơn chị Liên rất là nhiều. Đưa Chân Lên Thang sẽ hướng đến một hoàn cảnh khác cả nhà. Hôm nay thì Đưa Chân Lên Thang mang vác 2 phần quà để lên trên đây tìm kiếm những cái hoàn cảnh thật sự cần sự giúp đỡ. Mình trao tặng những cái món quà tình thương cho bà con, giúp bà con được 1-2 bữa ăn no cái bụng cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình thời gian qua đã luôn dành thời gian với mẫu xem video ủng hộ Đưa Chân Lên Thang. Cảm ơn đại gia đình, chúc đại gia đình có thật là nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà mình nha. Cả nhà yêu mến Đưa Chân Lên Thang nhớ mua các cô ủng hộ Đưa Chân Lên Thang nha. Cô chú anh chị nào mà cần thuốc đau xương khớp thì có thể là liên hệ với Đưa Chân Lên Thang nha. Đưa Chân Lên Thang sẽ chia sẻ đến bà con mình dùng cái bài thuốc của người đồng bào Đắk Lây chia sẻ rất là hay trị về xương khớp. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye cả nhà mình. Bye bye.